đéo gì tìm anh. Tìm anh làm gì? Tìm anh thề nếu mà chúng mày mà đánh anh trong bối cảnh anh đéo sai, anh vác ra anh đuổi cả hai đứa thì đéo đéo bao giờ có chuyện anh ngồi yên như thằng Tuấn Huế lúc vừa rồi luôn. Uầy, tôi nói thật với anh em nhá, tôi mà là thằng Tuấn Huế ở trong cái tình huống, đúng cái tình huống của cái quả reaction vừa rồi ấy, mà tôi mà đúng cái đúng là tôi ấy, thì tôi thề với anh em luôn là tôi mẹ vác sao tôi đuổi lại luôn. Bởi vì đấy là cái kiểu của tôi, là tôi cũng đéo nhịn ai bao giờ, tôi cũng là một thằng rất nóng tính, tôi cũng đéo thua khiên là mấy đâu, nhưng mà tôi lại đéo hay gây sự trước thôi, chứ còn tôi cũng đéo thua ai là mấy đâu. Nào, sạch ăn xin đã, ăn xin đã, ăn xin đã, ăn xin đã, theo đúng kịch bản là phải ăn xin đã. Cảm ơn Đinh Quốc Khánh nhá, các bạn. Nào từ từ xem nào. Cảm ơn Nguyễn Trần Nhật Thích nhá. Nào. À, tập trung 2 giây thì mới đi mẹ nghĩ ra kịch bản là ăn xin được. Ơi cả bà các chú ơi, cháu khổ quá các bác các chú ơi. Cả ngày nay cháu chưa được like nào vào mồm. Ôi ơi, chưa uống được ngụm xe nào nữa. Cháu đói quá. Cháu khát quá. Ok, đấy, vậy ăn xin xong rồi. Đậu phộng. Đấy, vậy. Nghĩ mãi ăn xin là phải có ba anh em. Ui, ngày xưa tôi được bố tôi kể chuyện đấy, có một số gia đình cả nhà đi ăn xin xong tối về lại ngủ khách sạn đồ, ngủ ngủ khách sạn này, ăn hải sản nhá, rồi tắm thì vệ xà phòng thơm phức, hôm sau lại phải chát phấn, chát các cái thứ bả vớ va vớ vẩn, chát đất sét rồi các thứ lên người để đi ăn xin. Người ta đi ăn xin mà có nghề à thôi. Tôi đây là mới ăn xin theo kiểu rất là lịch sự ấy, các ông đừng có tưởng tôi là ăn xin theo kiểu trí thức đấy, không phải đùa đâu, ăn xin theo kiểu phải có suy nghĩ đấy. Khiên với Tuấn Huế phát nhau á, phát nhau như nào đâu, Khiên với Tuấn Huế phát nhau á, ui mẹ hít hà sâu biết phát nào, Vương Trung Khiên đâu, xem chúng nó phát nhau như nào. PS Man tâm sự chuyện Tuấn Huế và Lót Khiên đấm nhau, ui mẹ, PS Man tâm sự chuyện Khiên và Tuấn Huế đấm nhau đâu rồi, để tôi xem thử xem có cái gì hay không. Dài này thì đéo xem hết được không? Tuấn Huỳnh xém đấm nhau anh ơi. Ui, được, từ 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 từ. Nếu mà anh em muốn xem cái đó đúng không? Tôi còn có clip hai thằng đánh nhau luôn. Ui. Chuyện đấy là một cái chuyện rất là vui. Thì mẹ thấy người ta đấm nhau là chuyện rất là vui. Thằng này nó xàm hơn cả mình, thằng này hít hà hơn cả mình luôn. Ui. Thời điểm đấy là năm đấy, có đầu năm 2018 đúng không anh em? Thì lúc đó là Wonder Woman với cả con Ma Lốc là mạnh. Hai thằng rủ nhau ra solo Wonder Woman với Ma Lốc. Kèo là đổi, tức là trận này thằng Ma Lốc thì thằng đó phải thằng kia phải Wonder, trận thằng này Wonder thì thằng kia phải Ma Lốc. Kết quả là thằng Tuấn Huỳnh thắng cả hai kèo, xong ông Tuấn Huỳnh thắng thì cứ ố địt mẹ mày ăn tao đi, ố địt mẹ mày ăn tao đi, múa may các kiểu, thằng Kiên Kiên cay quá đi chạy ra đấm con mẹ một cái luôn. Ôi, kiểu mà đi thôi hiểu thắng ông là kiểu Tuấn Huỳnh ông thắng, xong là ông còn kiểu chơi trêu 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 bố mày thắng rồi kiểu chơi trêu các kiểu, xong 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 kiểu kiểu khó chịu ấy anh em, kiểu trêu khó Tuấn Huỳnh solo tốt cực, Tuấn Huỳnh solo tốt cực, Tuấn Huỳnh hồi trước cho vào đánh với gấu, gấu solo thua hết Tuấn Huỳnh luôn. cày ra đấm con mẹ luôn. Nghĩ lại vẫn thấy buồn cười, kiểu anh em hiểu là kiểu Tuấn Huế nó người Huế. Bạn thằng này kiểu nhiều như mình luôn à, thật biết bên tề, thằng này lắm kiểu thật sự giống hệt mình. Nó nhây nhây nó hài hài thì má thằng tôi nhìn tôi còn thấy ghét chứ phải nói Khiên đến đến lúc đấy nó đấm cho Khiên, nó đứng dậy nó đấm cho một phát thì... Uầy, nhưng mà thằng chảy máu lại là Khiên, tại vì Khiên dẫm con mẹ vào cái đồ nhựa chảy con mẹ máu. Tấn Minh nếu phải thằng chảy máu thì... Xong như nào Anh clip đâu cả ông Khương với cả ông ấy can luôn,
Có clip. Tôi Đâu? đang tìm clip. Đâu? Tôi bảo là tôi có clip. Đâu đâu đâu? Có là có. Kinh nhở? 29 tháng 12 2018 hả? Ủa sao xa đấy nhỉ? 29 tháng 12 năm 2018. Thôi thôi, anh em chờ tôi tí. Thua rồi, lại xàm lồ. Sao mấy thằng thua cứ là xàm lồ ta? Thua chấp nhận mẹ đi. Thế sao xàm lồ không? Khổ thở rồi mà vậy vẫn thua. Thấy chưa, thấy không? Cay quá rồi, cay quá rồi. Thua mà bảo chịu. Thua mà bảo chịu. Bảo chịu. Đây là thấy có chịu, có chịu quá lại thì thua mà không chấp nhận. Thua mà không chấp nhận. Đây cho thầy có chịu. Đi đây có chịu quá cái đại. Mày lấy gì ăn tao? Mày lấy gì ăn tao? Mày lấy gì? Cày vãi lòng. Đi về. Thì sao? Thằng gì? Chết với tao chưa? Thằng gà. Đi đây cho thầy có chịu không? Có chịu quá đại. Kia, thấy không? Thế sầm lồ ngay. Nó chết ta trụ rồi. Giờ lại bảo chết ta trụ. Đéo thấy tin được. Đấy, mày thì sao? Mà anh mà lắc mày con đờ mà lát vào một bị giết. Chấp nhận gì á? Tao đang ăn kèo rõ ra. Sơn góp kèo, tao ăn hai kèo luôn. Mày hỏi thằng Dũng. Dũng, tao ăn kèo ma lắc Winder nó thua đúng không? Giờ cái kèo Winder ma lắc nó cũng thua. Ui, cái tiếng cười của thằng Viết Man nó còn đến cả trong clip lẫn ngoài clip ạ. Thảo nào mình nghe thì phải nhiều tiếng cười vậy liền đó. Trong khi tao đi mít. Là mẹ cái BO 300.000 à. Thua là thua. Đi đúng kiểu Khiên rồi. Cay lắm rồi, Khiên cay lắm rồi. Đúng kiểu lúc thằng Khiên nó cay lên là đấy kiểu đấy đấy. Không. Tao thì mà tao cũng không có lấy đâu. Mày thấy cái thằng này thì khôn thật sự. Thua là thua đéo nó nhiều luôn. Thấy không, nát thì kiếm chứ thần sầu. Mày nè. Chén. Em thấy không? Em thấy không? Chén. Em nè. Thôi đi về. Tân Huế, Tân Huế, Tân Huế. Không như nước đủ gì mà có giết được tao đâu. Mày có bê được tao không? Rốt cuộc mày có bê được tao không? Mày sao mày kêu không như nước đủ? Solo, đi solo mày bắt tao như nước đủ. Tao công nhận cái chuột nó đổ. Đổ gì? Cái chuột nó đổ. Ok, giờ đánh lại nè. Tại sao mày đang ngăn nhau mà. Rồi thì giờ đánh lại nè. Mày thua tao ok chưa? Thôi thì hoa trận vừa nãy thôi. Đừng nói hoa. Cái trận vừa nãy đừng không được chụp. Bảo là đến phút thứ 8. Cái gì đấy? Đến phút thứ 6 gần nổ con mẹ nó cái chỗ. Cái phút thứ 6 là mày chết rồi. Ông Khiên cãi ngang quá trưởng. Phút thứ 6 là mày bị tao giết chết. Ông Khiên cãi điều quá trưởng. Ông Khiên cãi xàm lìn thực sự. Ôi. Thôi. Mày đánh cái gì mà lại tao? Thiên cay thì đéo biết nó gì. Bố mày đứng lên đấm mày. Thôi là giọng của Khiên ở trong clip ấy. À của Biết, của Biết Ben ở trong clip ấy. Mày sao trước á? Mày nói trước mà tao có nói đéo đâu. Một phát. Thôi. Anh ủa cục vãi lìn Khiên cục vãi lìn ủa cái đồng áo nó chịu vãi lòng luôn. Khiên cục vãi lìn, cái này chúng ta chỉ có thể đưa ra sau khi mà tình huống nó đã diễn ra lâu rồi nha, chứ còn mẹ nó mà mới diễn ra mà đưa ra cái này là cục vãi lìn đéo được nha, đéo được nha. Ủa cục vãi lìn. Ủa đấy thì mẹ thỉnh thoảng quay lại những cái như này hài hước thật sự. Đi tập tuấn anh thì cứ tuổi thì tuổi thằng Ngọc rồi không phải cơ bản Khiên nó cũng nói thật tôi là tôi trong cái tình huống đấy tôi cũng cày vãi đái tập tuấn anh nó đánh nó khi khó chịu mà lờ. Ôi, nhưng mà mình thấy quả này là Khiên sai ấy, mình mà cãi nhau mà nó như này là mình đấm lại vãi đái luôn ấy, bởi vì là mình đéo sợ ai bao giờ. Mẹ mình gần như là mình đã và mình đéo đấm được là mình vác dao ra mình xiên luôn đấy. Ui mình cục vãi đái luôn thề,
mình đéo kiểu ngồi im mình chịu trận đâu, mình á mà đứa nào mà nó đánh mình ấy mà mình mà đéo chịu được, mình phát ra ra mình xiên rồi mình đuổi chạy vòng quanh nhà luôn đấy, tư tưởng à. Ủa nhưng mà kiểu vậy thế đéo đâu, điêu thật sự. Thằng khiên của đấy hơi sai rồi, khiên của đấy hơi sai rồi, nhưng mà đây là chuyện vui thôi, người ta sau đó người ta lại quay trở lại làm bạn. Con trai nó có cái rất hay nhá. Anh em mà nếu mà vào team, nếu mà anh em vào team mà có đánh nhau thì chứng tỏ là team này sẽ đánh rất thành công, và đúng thời điểm đấy thành công thật. Nhưng mà có một cái như này nhá, mình phải khẳng định với các bạn luôn là con trai với nhau ấy, nó có một cái rất hay là đánh nhau xong vẫn làm bạn được. Nó xong là xong luôn, lúc đấy bạn cãi nhau rất to, cãi nhau vỡ đầu luôn, thậm chí đánh nhau luôn. Nhưng mà xong là xong. Mẹ, bọn tôi không kiểu cảm giác kiểu muốn chơi cái kiểu ấy thôi. Đó. Nói chung là rõ ràng là các bạn cảm thấy là đúng không? Khiên nó sai mà, cái quả này là khiên nó sai mà. Ui, anh không nhớ luôn, mặt nó anh nhìn nó trắng bệch, máu tuôn. Lại khuôn mặt Henry khi bị rách cằm á. Ui. Nó không phải đánh nhau mà nó chôn nhau. Anh hiểu không? Nó chôn nhau thôi chứ nó không đánh nhau. Má nó sợ. À cầm đập con mắt. Vụ Henry thì không nói chuyện rồi. Chất lượng hình ảnh mờ. Không phải khí ga đâu em, mà nó là cái khí đéo gì ấy. Hắn biết men có Silver à. Bây giờ kiểu như nói chung là nó không công khai thì nó không sao đâu, yên tâm. Group người yêu quý Batman thì nó đéo phải 20 triệu đến 25 triệu tiền quảng cáo. Okay. Nên là Garena người ta được ký độc quyền nên tôi không độc quyền chuyên game khác trong đấy. Lá chi mát karaoke. Ủa, xem lại quả đấm nhau à? Cái gì vậy? Mày nói trước mà tao có nói đeo đâu. Thôi. Mày nói con cặc. Cái quả sau với quả đấm thật này. Cái quả trước là quả đấm trượt. Quả trước là quả đấm chơi. Quả sau với quả đấm trượt này. Thôi. Tao thách mày nói câu một câu nữa. Thôi. Tự nhiên nó nói trước cái chứ. Thôi. Mày sao trước á? Mày nói trước mà tao có nói đeo đâu. Một bát. Thôi. Ui, quả này là khiên hơi cục rồi. Nói chung là chúng ta xem lại thôi, chúng ta biết thế thôi. Tính của khiên nó cục mà. Tính của khiên thì trước nay nó đã cục rồi. Nó không phải là tính kiểu dễ chấp nhận kiểu người khác kiểu thế đó thì kiểu nó. Nhưng mà chơi game thì nói chung là trong tình huống vừa rồi ấy thì khiên thì nếu mà ở trong trạng thái của khiên thì cũng ức chế thật. Mình thua nó ở cả kèo đi và kèo về. Và đã thua rồi nó lại còn kiểu cứ nói chuyện kiểu ấy. Và cái thứ hai nữa là cái thằng khiên ấy, nó là cái thằng mà nó rất là đơn giản ở chỗ là nó thắng mà. Chắc là cái thế trận ở trong đấy mình có thể hiểu được là cái thế trận ấy thì thằng khiên nó ép và nó đánh, nó suýt lấy được trụ rồi. Nhưng mà cuối cùng thì theo kết quả cuối cùng ấy, nó xảy ra ấy, thì thằng Tuấn Huỳnh nó thắng. Và thắng xong thì nó kiểu nó ra vẻ kiểu của người thắng ấy, kiểu đơn giản như vậy. Nhưng mà nói thật là đấm quả vừa rồi thì hơi căng thẳng mà mình đéo chấp nhận đâu. Mình mà bị đấm như thế mình đéo chấp nhận, mình chả làm đéo sai cả. Đánh với nhau mình thắng là mình có quyền gáy, nó thua nó không có quyền gáy. Mà nhưng mà bị đấm là mình đéo chấp nhận đâu. Đây là Vương Trung Khiên này đi. Ui đéo tin được quả đấy mà mày đánh người Khiên ạ. Ui mày xem xong cảm giác đéo tin được, xem lại xong. Thật ra là cái này chỉ nên xem lại thôi anh em ạ, không nên xem lúc đấy là một. Cái thứ hai là không nên nói chuyện vào thời điểm đấy, nên để cho mọi thứ nó chấm dứt đi. Nhưng mà anh em bọn tôi rất là sòng phẳng nhá, tức là thậm chí là những cái thằng mà hay đánh nhau lại rất thân nhau. Từ xưa nay rồi tôi có kinh nghiệm từ xưa nay rồi là cứ đánh nhau nhiều thì lại hay thân nhau, mà càng đánh nhau thì nếu mà trong trường hợp mà giải quyết xong được vấn đề thì lại càng thân nhau. Như thằng Khiên với cả thằng Akashi là hai thằng là thân nhau đấy, không phải đùa đâu. Hai thằng đấy là thân nhau ấy, hai thằng đấy là rất là thân nhau ấy. Bởi vì là những cái thằng mà thông thường ấy mà hay cãi nhau ấy thì nó có một cái đặc điểm là chúng nó lại kiểu thiếu nhau lại cảm thấy khó chịu, cảm giác đéo được cãi nhau lại cảm thấy khó chịu. Anh Tùng mặc áo một tuần không giặt. Bạn từ cái ngày anh mua cái áo mới này anh thấy chưa giặt được chưa? Cái áo khoác này. Anh đéo giặt. Anh cứ lên livestream cứ tâm sự là anh mặc đấy, đéo nhau. Chơi vậy này. Tao nói giống kiểu Akashi đấy à, chứ mày làm gì tao? Đi chưa? Nói giống Akashi thật sự. Ok. Tuấn Huỳnh này, Tuấn Huỳnh bị đấm này. Uầy,
Tuấn Hình bị đấm nên là mồm bây giờ mới bị như này đúng không? Có đúng không ạ? À? Nhìn xem mà Tuấn Huỳnh đang để cái avatar mồm bị sao? Đeo cái đéo thế này, đây này. Tuấn Huỳnh để avatar phải. Wow, Tuấn Hình thảo nào che mồm, mồm bị khiên đấm đúng không? Mồm Tuấn Hình bị khiên đấm này nên là bị đang che mồm. Hiện giờ chúng nó hết rồi, chắc là hết rồi. Tuấn Huỳnh bị khiên, chúng nó thân nhau lại chuyện rất là nhanh. Nó làm rất là nhanh. Tuấn Huỳnh này, Tuấn Hình này. Ông Tùng nói đúng nhưng mà nói hơi quá. Không, thật sự là bởi vì hôm đấy mình trả lời cho một câu hỏi của một bạn. Đúng không Khiên ơi, cái gì này? Uầy. Uầy, tìm bạn, cái đéo thì sang nhà tìm anh. Uầy, cái đéo thì tìm anh. Tìm anh làm gì? Tìm anh, anh thề nếu mà chúng mày mà đánh anh trong bối cảnh anh đéo sai, anh vác ra anh đuổi cả hai đứa thì đéo bao giờ có chuyện anh ngồi yên như thằng Tuấn Huế lúc vừa rồi luôn. À, hàng đà mày, top 2 thách đấu Việt Nam mày. Uầy. Uầy, top 2 thách đấu Việt Nam này anh em ơi. Đậu phộng, vinh hạnh, vinh hạnh. Sự sự. Uầy, tôi nói thật với anh em nhá. Tôi mà là thằng Tuấn Huế ở trong cái tình huống, đúng cái tình huống của cái quả reaction vừa rồi ấy, mà tôi mà đúng cái, đúng là tôi ấy, thì tôi thề với anh em luôn là tôi mẹ vác sao tôi đuổi lại luôn. Bởi vì đấy là cái kiểu của tôi, là tôi cũng đéo nhịn ai bao giờ. Tôi cũng là một thằng rất nóng tính. Tôi cũng đéo thua Khiên là mấy đâu, nhưng mà tôi lại đéo hay gây sự trước thôi, chứ còn tôi cũng đéo thua ai là mấy đâu. Tôi cũng cãi vãi lìn ra. Mà tôi mà biết là tôi đúng rồi mà mẹ thằng kia nó vẫn chơi tôi là tôi mẹ tôi cũng xiên đấy, tôi cũng không đùa. Nhưng mà do là đấy là cái tính cách của mình nó như vậy. Nhưng mà được cái là mình cũng cãi nhau kiểu có học thức hơn. Tuấn Huỳnh cãi kiểu mẹ, cãi kiểu chọc tức hơn. Tuấn Huỳnh cãi giống kiểu hôm qua mình xem rap của ông ở trong miền Nam, ông Sóc Nâu. Uầy. Không, em nhịn nó mà, không nhịn có mà ăn no đòn. Đấy, thấy chưa, Tuấn Hình nó nhịn. Tuấn Huỳnh cái lúc mà, đấy, đi ra thần Dương Quang Hải nữa này. Tuấn Huỳnh cái lúc đấy là ít nhất là còn đấy. Tuấn Huỳnh lúc đấy là ít nhất là còn nhịn rồi. Thần Xì Rách và thần Tuấn Tóc Bạc. Vậy hai thằng này thân nhau cực. Hai thằng này chính vì nó đấm nhau như vậy nên nó thân nhau cực. Chính hai thằng đấy nó đấm nhau như vậy nó thân nhau cực. Ôi đi, vậy tôi đang nói dở cái chủ đề kia, tôi mất mục đích rồi. Đấy nha, tôi nói lại nhá. Đầu tiên là anh em khi mà bán đồ theo kiểu như vậy ấy, thì cái bước đầu tiên là đơn giản nhất là anh em bán sắp hộ mệnh để lên cái quả cầu băng xương. Thì là lúc mà anh em có nhiều giây nhất là 2 giây. Quả cầu băng xương, dùng quả cầu băng xương bán để mua đồ thì anh em có ít giây hơn. Anh em có 1,5 giây bán quả cầu băng xương xong lên Hercules Thịnh Nộ là anh em có không biết là bao nhiêu giây, tùy vào cái tình huống thực tế của trận đấu. Thì không thể biết thực tế là anh em có bao nhiêu giây. Tiếp theo nữa là sau khi bán Hercules Thịnh Nộ thì anh em lên Liềm Đặt Mệnh là món cuối cùng. Thì bán được 4 đồ như vậy thì anh em bắt đầu trở thành kiểu best bán đồ. Thì tôi chưa thấy thằng nào làm hoàn hảo được 4 quả đấy. Bởi vì là nếu như mà các bạn làm được kiểu đấy ở trong một cái trận đấu rank, hoặc ở một trận đấu tập, hoặc là một cái trận đấu bình thường, thì tôi nghĩ là có nhiều người làm được. Bâng làm được, ADC làm được, Ara có lẽ cũng sẽ làm được nếu như luyện tập. Mà hình như là Ara có tập đấy. Nhiều thằng làm được á, nhiều thằng làm được á. Và kể cả là những thằng đánh giải, rồi có một thằng là thằng Tuấn Sinh Gái, một thằng streamer không hề tham gia bất kỳ một cái giải đấu nào cả, và nó cũng không hề có một cái kỹ năng đỉnh cao nào cả, nhưng mà nó chuyên đánh map solo, nó cũng làm được. Nó cũng làm được điều đấy. Thì nếu như anh em làm được điều đấy thì ít nhất là đầu tiên ấy, là anh em sẽ được công nhận là một trong những người đầu tiên làm điều đấy, khi mà nếu mà đã làm điều đấy ở trên giải. Cái highlight fail không phải anh làm, Tuấn Huế nhá. Cái highlight fail thực sự không phải anh làm. Thế còn nếu mà hướng dẫn anh em về bán đồ mua đồ ấy, thì nó có cái là nếu mà anh em chỉ cần bán đồ mua đồ 2 món đồ thôi, anh em cũng đã là khá là tốt rồi nha, chứ không cần thiết phải 3 món đâu. 3 món thì khá dễ, 4 món bắt đầu khó hẳn. 3 món còn dễ hơn, bởi vì 3 món thì anh em có thể soạn trước 1 món, và cái lần mua đồ đầu tiên là anh em mua bằng sự nhanh tay của mình, thì cái đấy nó dễ hơn. Còn cái khó hơn nữa là 4 món. 4 món là khó hẳn, 4 món là thực sự khủng khiếp. Bán 4 món thì bắt đầu khủng khiếp. Còn 2 món thì bình thường. 2 món thì với đấu sĩ tôi khuyên anh em nên là Thuẫn Nham Thạch. Nếu mà 2 món thì anh em nên là Thuẫn Nham Thạch. Bán Thuẫn Nham Thạch lên giáp hộ mệnh. Nếu mà nhanh tay hơn một tí nữa bán thêm giáp hộ mệnh lên cái Hercules Thịnh Nộ thì là 3 món là hợp lý nhất. Đấy là một hợp lý nhất dành cho một đấu sĩ. Cái đấy cần cho Gấu này, KA này, Zero này, Đồng Năm này, những người như vậy sẽ làm điều đó. Thì thật ra là cái đấy bán dễ mà. Nếu mà tính ra là nếu mà tôi mà luyện tập là tôi làm được ấy. Bởi vì là anh em có một cái anh em đếch biết, có một cái anh em đếch biết thì tôi biết. Đấy là cái Thuẫn Nham Thạch, cái Hercules Thịnh Nộ với cái Giáp Hộ Mệnh, nó cùng một ô đồ thủ.
cái đấy dễ hơn rất nhiều nha, các anh em đừng tưởng là cái đấy không dễ hơn nhiều, nhưng cái đấy dễ hơn rất nhiều nha. Cái cùng ô đồ thủ ấy, nó là một cái rất quan trọng để anh em có thể bán đồ vô đồ nhanh nha. Chứ còn anh em mà bán mà lên liềm đoạt mệnh là bắt đầu sang ô đồ bên kia là loạn ấy, xong rồi lên thêm cả cái quả cầu băng xương, cái quả cầu bất tử ấy là loạn lắm đấy, thật sự. Chỉ có ba cái là rất dễ bán là Hercules thịnh nộ thuận nham thạch và cái Hercules thịnh nộ thuận nham thạch và cái và cái giáp hộ mệnh ấy, ba cái đấy anh em có thể tập được, dễ lắm. Anh em cứ tập thử ấy, những cái người chơi bắt đầu tầm khoảng 50 sao trở lên các bạn có thể tập thử, những cái bạn nào có nhanh tay ấy sẽ tập được. Còn các bạn bắt đầu nhiều hơn ấy thì khó lắm. Anh dự đoán xem tem em top mấy anh ơi? Biết thế đéo là được, còn phải tùy vào phong độ của thằng KT với lại cả thằng Quang Hải ấy. Nghe nói sắp tới KT chuyển sang mãnh hổ, Quang Hải chuyển sang đánh đường rồng à? Ôi, thật ra chuyển sang đánh đường rồng thì mình không thể nhận xét được. Với lại cả Tuấn Huỳnh thì mình cũng chờ đợi xem Tuấn Huỳnh ra đi thì tâm trạng có thoải mái hơn không? Có kiểu phấn chấn, phấn trên tinh thần không? Mình nghĩ là ra đi là sẽ thoải mái tinh thần hơn, bởi vì là thông thường thì nó có một cái thuật ngữ hay được dùng ở trong bóng đá đấy là đổi gió. Đó, cái thuật ngữ đấy rất hay được dùng ở trong đổi gió. Thuật ngữ ở trong bóng đá là đổi gió thì các bạn có thể thay huấn luyện viên, các bạn có thể thay đổi môi trường làm việc, các bạn có thể thay bất kỳ một điều gì, nó sẽ là một sự đổi gió rất mới. Thì đôi khi tôi cảm thấy là một cái gì đó đôi khi nó chưa chắc đã là dở, có thể nó rất là hay, nhưng mà các bạn vẫn nên đổi gió, vì đổi gió nó giúp cho các bạn thoải mái hơn và nó như là đổi vận ấy, và nó sẽ có tác dụng, tự nhiên kiểu mọi người tự nhiên đánh hay hơn. Lượt về em đi top, cần hết tất cả các anh top. Vương Trung Khiên được một cái là đánh đéo sợ bố con thằng nào, nó đến từ tính cách. Vương Trung Khiên được một cái là đánh đéo sợ bố con thằng nào. Vương Trung Khiên mà đi top ấy thì sẽ giống kiểu của Ellie, rất giống kiểu của Ellie. Tuy nhiên thì Vương Trung Khiên sẽ không quen đi top, nên mình nghĩ là sẽ không tốt bằng Ellie, còn sẽ rất giống kiểu của Ellie. Nhưng mà không phải là người xuất thân từ lên top là sẽ không hay bằng Ellie, chứ còn mình thấy rất giống kiểu của Ellie, là kiểu đi lao vào đánh đến khi nào chết thì biết. Và thỉnh thoảng sẽ tạo ra những highlight rất ghê gớm. Không cân được là đấm, hợp lý thật sự. Mình không có thời gian lắm để mình ban mấy cái thằng mà ngồi chửi mình, bởi vì chúng nó đều là fan của Lightbung và fan theo kiểu fan hơi bị mù quáng ấy. Còn fan của Lightbung có nhiều người cũng rất là hiểu biết, còn có những thằng nó thuộc loại fan mù quáng ấy, nó vào nó chỉ nghe mỗi một câu chê thần tượng của nó thôi. À địt mẹ thằng này nhá, mày chê thần tượng của bố mày nhá. À bố mày biết rồi nhá, mày dám chê thần tượng của bố mày, cay, bố mày cay. Đố anh em xuất thân từ lên nào? Nếu như anh không nhầm thì DK Khiên là người chơi đường giữa của Hải Phòng DK Team, đánh chủ đạo con bài Chrissy. Thời điểm đó chỉ có Chrissy đi đường giữa thôi, đúng không? Đúng nhỉ? Còn trước khi em đánh giải anh đã thèm biết đó. Còn nếu như anh không nhầm, thời điểm em còn đánh cho Hải Phòng DK Team tại đấu trường huyền thoại thì em là Chrissy đi đường giữa. Đội hình của bên em còn có cả thằng DK Gió. Đéo hiểu mẹ, Khiên lại còn có cả Gió. Được chưa? Đó. Captain đánh gì ngu dữ phải kích. Captain nào ấy? Mày bọn này vào đây giờ thì mày kiếm chỗ tao làm cái chỗ, mày chúng mày gây sự lẫn nhau à? Chúng mày khà khịa nhau à? Thằng Khiên thì mày đéo thấy trả lời ta. Đấy, đấy thấy chưa? Mày, mình thề, nếu mà xét về kiến thức về Liên Quân được cái là mình rất thích tìm hiểu. Thời điểm đó mình chưa phải là người chơi game luôn, tức là cái thời điểm thằng Khiên đánh giải ấy, thậm chí mình còn chưa chơi game. Thật, thời điểm mà Khiên đánh giải mình thậm chí còn chưa chơi game. Nhưng mà tại sao mình lại biết là bởi vì mình rất thích tìm hiểu. Đó, cái đấy là cái điểm mà mình có thể tự hào là mình có thể đôi khi mình còn hơn các bình luận viên khác, bởi vì là mình rất thích tìm hiểu và mình có cái rất là thích ghi nhớ. Đến bây giờ mình rất là ghi nhớ rất là nhiều những cái kỷ niệm mà bây giờ chỉ cần nói đến là mình có thể bật ra được. Mà những bình luận viên khác thì sẽ phải tìm ở trong cái lịch sử hoặc là tìm ở trong những cái câu chuyện cũ. Còn mình thì không. Mình thì có nhiều cái mình có thể bật ra được luôn. Anh thằng Tuấn Huỳnh này, thằng Tuấn Huỳnh là một thằng mà ngày xưa mình đã nhận định là thằng này có tố chất ở trong bọn cái gì nhỉ? Cái gì 559 hay cái đéo gì nhỉ?
HD cái gì mà đánh ở eSports Kingdom, bọn mày lấy tên là cái gì ấy nhở, Akashi nhở. Thì hồi đó mình đã nhận định là thằng Tuấn Huỳnh có kỹ năng rất là hay rồi, bởi vì là cái thời điểm nó bắt đầu đánh đấu trường danh vọng ấy, mình thấy là thỉnh thoảng có những trận nó bỏ mid, nó chuyển sang đánh đường đơn, đánh con Superman, đánh con Van Heen, mình thấy đánh hay đó. Thế nên là mình nhận định là thằng này có thể đánh được tốt đấy, nhưng mà có điều là sau này ấy, thì mình thấy là Tuấn Huỳnh từ cái thời điểm Á quân đấu trường danh vọng đến giờ không tiến bộ nhiều, nên là mình thấy hơi buồn vì vì Tuấn Huỳnh không vì Tuấn Huỳnh không 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 659 đấy, cái clan 659 của nó. Đến thời điểm sau này, đến thời điểm mà bắt đầu có Á quân SEA Games và đỉnh điểm là vô địch đấu trường danh vọng thì không thấy Tuấn Huỳnh tiến bộ nữa. Đấy. Team đấy là nó giành được vé vòng loại đã, xong rồi nó mới bắt đầu đổi tên thành team EK, bắt đầu có tài trợ thì mới đổi tên thành EK, bên ông chủ EK mới đề nghị tài trợ thì mới bắt đầu đổi tên. Hồi đấy là có xe, có nó, có cái thằng bị gãy chân, đó. Thằng này có thằng Oppa đấy, tên là nhớ người yêu cũ, đó. Xong rồi mãi sau khi vô địch xong thì mới bổ sung thêm thằng Oxy các thứ. Tuấn Huế, Tuấn Huế, Tuấn Tuấn Huế thì bạn phải cầm sở cốt đúng thật sự thì bạn, mình đéo hiểu tại sao thì bạn đi pick cho thằng Tuấn Huế con sở cốt trận đấy luôn ạ. Xong rồi lên trên đường trên xong quả cũng có quả đi bạn, bị thằng ADC cứ đặt chiêu cuối vào người là đứng quay tay trong vô vọng, là nhìn thực sự là nhìn vô vọng thật sự, anh Tuấn Huế nhìn vô vọng thật sự luôn. Thằng Tuấn Huế thì mình phải nói thật luôn nhá, là cái thời điểm OKA này, cái thời điểm đấy mình đéo hiểu tại sao nó pick con sở cất, mình lúc đấy mình còn kiểu vậy, kiểu nghĩ cho nó vãi liền, mình còn bảo ui chắc là một chiến thuật nào đó mà MZ đã luyện tập để dành riêng cho Flash các thứ vậy. À là bốc gaming nhá, hồi đấy bảo là bốc gaming luyện tập để dành riêng cho Flash đồ, xong rồi phân tích các thứ, xong rồi vậy ông lên thì vậy ông cứ dính chiêu cuối, lúc hết chiêu cuối là ông nghĩ người ta lao vào ông bắn đấm mẹ chiêu cuối, xong ông chết trong vô vọng, nhìn quay tay trong vô vọng thực sự luôn, nhìn kiểu đúng kiểu mà quay tay chán đéo chịu được, nhìn cảm giác kiểu hài hước ấy, cảm giác thất vọng thật sự, đang lại uầy tôi nghĩ anh ấy có một chiến thuật nào đó các thứ xong rồi bạn pick con Scott xong uầy nó cứ đi ma trận thứ nguyên vào người phát là y như rằng đứng im. Ui, nhìn xong rồi đến lúc mà kiểu hết dây ulti thì chắc là ông nghĩ là nó sẽ giật bóng về cái chỗ đấy, nhưng mà nó có giật bóng về đâu, ông quay tay cho vô vọng nhìn thương thật sự. Cái vụ Rio Ma của Đỗ Thành Hưng thì ngay sau hôm đấy, tức là ngay cái lúc đi về ở quân khu 7, hôm ở quân khu 7 đi về ấy, mình và Khiên, mình đã đứng cạnh bọn nó, ý là quân khu 7 đúng không nhỉ? Đúng đúng quân khu 7 đúng không bọn mọi người không nhỉ? Ngay cái hôm đấy mình đã về, mình đã hỏi Khiên, thì Khiên cái lúc mà ra ngoài ấy mình đã hỏi Khiên rồi, lúc đấy Khiên đã bảo là em cay không phải là vì mà vì em thua, mà em cay là bởi vì là kiểu chúng nó kiểu đéo tin tưởng em, kiểu kiểu ý là như vậy. Thì đôi khi là đối với nó là cái cảm giác kiểu, tức là thằng Khiên hôm đấy ấy là nó được đồng đội bảo đánh Nakroth thì nó bảo ừ thế tao đánh Nakroth đó. Thế còn thằng Khiên bảo thằng Ara là đánh con Van Heen thì thằng Ara bảo em mỏi tay rồi, em đéo đánh được nữa, em đéo đánh được Van Heen nữa. Thế xong rồi thằng kiểu, tức là mấy thằng còn lại thì lại bảo là thôi để cho nó thoải mái, để nó đánh cái con mà nó có thể đánh được. Khiên nó ức chế bởi vì là nếu theo đúng chiến thuật thì nó phải đánh Van Heen đó, nó phải đánh AD. Thế cảm giác là kiểu 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 cay ấy, kiểu tạo thành cái hơi cay, xong rồi có một cái quả gọi là đéo vào ăn Seiza với thằng Khiên nữa, thằng Khiên thì nó tin là ăn được, nhưng mà sau khi mà hôm đấy về mổ băng ấy thì chúng ta đều nhìn thấy được là hôm đấy đéo ăn được, bởi vì là chúng nó đã cài một cái bẫy ở chỗ con Seiza rồi, thế nên là kể cả là không có Ryoma ra đứng hoàng 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 ấy chăng nữa thì cuối cùng vẫn sẽ bị Khiên vẫn sẽ bị phát hiện thôi, thế nên là quả đấy không được, quả đấy là cái bẫy ở level cuối rồi Khiên ạ, nên là đéo được. Thật ra là đúng hay sai thì thằng Khiên nó cũng sẽ chỉ tức mỗi cái là kiểu không đúng theo cái ý đồ chiến thuật mà nó đưa ra thôi, nó đưa ra ý đồ nhưng nó không làm được và đồng đội không làm theo nên nó tức rồi. Hôm đấy mình nhớ hết, hôm đấy mình nhớ hết, bởi vì hôm đấy ra mình còn phỏng vấn Khiên cơ mà, nên là mình nhớ vãi đái luôn. Có mấy thằng vào chửi Phan Bâng, có vào chửi kệ nó đi anh em ơi, đừng quan tâm về chúng nó, vì là Phan Bâng có nhiều người nhiều kiểu, người ta có tận hàng chục nghìn fan cơ mà, hiện tại là hàng chục nghìn fan rồi đấy, sau khi đánh đấu trên danh vọng được PR nhiều,
là chục nghìn fan ở đấy, thì fan người ta có fan nọ, fan kia, fan zít, fan rát. Fan nào mà có óc, mà fan nào mà kiểu người ta có cái gọi là tư duy logic, người ta nói, người ta tranh luận với mình thì mình nói chuyện lại. Có những cái thằng vào địt mẹ thằng Tùng vì nó chửi bâng thì anh em quan tâm làm gì? Tôi vừa mới đọc được cái comment như vậy luôn. Kệ mẹ nó anh em ạ. Quan tâm làm gì anh em ơi, bỏ qua nó đi. Tí nữa mình nhìn thấy mà mình kịp thì mình ban, còn nếu mà nó qua rồi thì thôi anh em nhá. Bởi vì những cái thằng như vậy ấy, nó không phải là những cái thằng mà chúng ta nên quan tâm. Nó thứ nhất là nó cuồng thần tượng của nó, và thứ hai là nó không có lý trí. Nó không có lý trí. Còn mình thì mình ghi nhận ai fan vào mà tranh luận trực tiếp thoải mái thì mình sẽ nói chuyện một cách rất lịch sự. Ellie thì sao? Ellie thì như nào? Ellie á? Ellie là như nào? Mình chưa hiểu Ellie thì như nào là như nào? Em vút tập trung ở đây nhiều vậy. Dương Triệu Huy mặc tin à? Dương Thiệu Huy chứ. Mặc tin thì trong mùa năm nay có mấy trận Flo đánh khá được. Flo và Yena đánh khá được. Được cái là tự tin. Nhưng mà giai đoạn sau thì thấy càng ngày càng bị kiểu không có gì đó nổi bật hơn nữa. Mặc tin, mình hy vọng ở mặc tin nhiều hơn. Mình hy vọng ở Martin nhiều hơn so với lại cả những gì Martin đã thể hiện ở năm nay. Goro cũng thế, mình hy vọng vào Goro nhiều hơn. Nhưng mà Goro năm nay đánh cũng chưa được thực sự sắc nét. Goro được mấy vòng đầu tiên đánh chắc tay. Nhưng mà đến thời điểm hiện tại ngoài chắc tay không có gì nữa thì hơi bị tiếc. Anh nghĩ việc Flash không có huấn luyện viên ảnh hưởng nhiều không? Ảnh hưởng chứ em. Nhưng mà tùy vào việc họ chọn được ai làm huấn luyện viên nữa. Phải là một huấn luyện viên thật cứng cơ. Còn nếu không thì cũng không ảnh hưởng lắm đâu, bởi vì tất cả các tuyển thủ ở đấy đều có tư duy của một huấn luyện viên hết rồi. Các tuyển thủ của Flash hầu hết đều có tư duy định hướng rất là rõ ràng rồi. Từ thằng Proe, thằng Xuân Bách, đó, thằng ADC, nó đều có tư duy để nó có thể tự làm huấn luyện viên cho chính mình xem là phù hợp hay không phù hợp rồi. Đến giờ ăn xin rồi, đến giờ ăn xin rồi. Ây giời, ấy là giời ơi, ông đi qua mà đi lại cho con xin một like, một share, một follow và fanpage Tùng Họa Mi bình luận viên Thanh Tùng, con đội ơn ông bà giời, ấy là giời ơi. Đấy, xin nó phải như vậy.